băng luôn rồi. Chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay có việc view lại mọi người à. Đó, đưa đây cái cam băng luôn. Này có review mọi người à. Chuẩn bị đổ bê tông nha mọi người. Đây chuẩn bị công tác anh em chuẩn bị à. Mọi người xem nào. Sao rồi chuẩn bị chưa? Ở đây xong hết chưa? Đây ông thợ điện. Này thợ điện là cũng xong hết rồi. Mấy bơm này cũng đang đặt ống rồi mọi người. Đang tầng. Cái đây lên nha mọi người. Bộ phận đang đắp ống, cần bơm ngang. Xa lắm mọi người, từ này xuống đây là 70 mét. 70 lên đây chắc cũng cỡ 100. 100 mét ống. Hôm nay quay trực tiếp cho mọi người xem mà. Bơm này, thao tác anh em cũng đã chuẩn bị xong rồi. Giờ chỉ chờ là ráp máy xong rồi tiến hành bơm. Này chia bên này lại. Hơi văng hơi nhăn người ta. Giờ mà có gì tí nữa không? Ứng đây em tung mà rồi coi có gì điện đuốc rồi hả? Tí nữa đứng đây nè. Có gì coi điện đuốc ấy rồi xử lý. Anh Thông ơi, chuẩn bị mấy đầm ruồi. Chúng hai cái đó. Đúng rồi anh chọn gì luôn rồi. Đó luôn anh, đúng rồi anh. Đúng rồi. Anh chọn để anh coi thử có điện không. Chọn gì anh lấy gì luôn. Băng luôn. Như nè. Băng keo luôn là ừ. Lâu đi ổn định luôn á. Đúng rồi, anh Thông làm gì đúng á. Đúng bài. Rồi có đang keo không? Hai đầm luôn, hai đầm luôn. Đầm đây. Đầm này đầm kia. Này cũng chuẩn bị hai máy luôn mà. Còn cái ông thợ điện em á đi đâu ông sẵn sàng lên đây là ông đi về ông đi đâu rồi ông hả? Chờ xe tiếp. Em đang một xe thôi mọi người, chín khối.
là hai xe cũng tới cái phòng khách nè. Xe 9 con hả? Tổng là bên đây 43, 23. Xe 9 con hả? Xe 9, sáng bên đây mỗi chị 29, 19. Vậy đá rồi đầu tiên Việt Nam hả? Việt Nam mới mua rồi. Bao nhiêu euro á? Mày nín nín bớt. Cho mày, cho mày chia mặt hả? Có mua nè, tiếng cầm luôn. Ê, cô kìa. Già là cũng mắc cỡ nữa. Là gặp mấy anh tiểu kìa. À, anh Phong bắt đầu phát biểu giờ là mọi người anh Phong. Không, không, không. Là biểu đi. Đi anh này là hướng viên của Việt Nam á. Anh này là cũng tên mới anh Ba Liệm nha. Còn 8 đâu? 8 rồi đó. Mất rồi, mất tiền đó hả? Ở đây hả? Nó trốn lại nó nghĩ là lâu mọi người. Nó để cho anh hết rồi. Vừa thấy mấy cái hàng để muốn nhợn à. Đường nào chẳng lẽ ông chết ông không nằm hàng. Cuốn chiếu. Cuốn chiếu đi. Còn mà 8 triệu mà chắc cô biết vô lò thiêu nó biết sao nó bị cấp điện à. Cháy à. Nở. Đái ướt rồi. Giờ biết sao đái ướt quá. Đâm đái. Ba Liệm. Ba Liệm. Thì đạo cầm luôn á. Việt Nam mới mua về á. Mua bằng chiếc máy bay luôn mà. Anh mất cỡ với mặt ngà. Mất cỡ. Kệ đứng gì mà đây. Vậy mà mất cỡ rồi. Anh tính nể mà mất cỡ không nhở. Ờ có giờ mà anh Phong bầu mà anh tính luôn mà. Được quá, nè nó bầu. Nè kia ông mở mắt như nó nhắm mắt ai, ông tâm tâm đai. Bên Hàn không chịu, chịu bên Nhật quá. Đồ không à. Bên Hàn á. Sáng đồ sáng mạo ấy. Để lại chữ là tiên hạ. Để bỏ nha. Bỏ mà cạo đầu cầm hai chữ bể bỏ rồi. Bỏ. Cạo chặt hết rồi. Bể bỏ.